Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần. Chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu hai cây bông trang màu vàng nghệ. Nó có dạng hình tháp hai tầng nha các bạn. Đây, ở dưới này á thì ảnh một tầng ảnh xòe từ trên xuống, từ dưới gốc lên là hai gang tay, một gang hai gang tới đây, thì ngang đây sẽ có một cái đọt chính giữa thẳng lên, cho nên mình gọi là hai tầng cây trang màu vàng nghệ. Thì hiện tại mình đang sở hữu một cặp màu vàng nghệ này với cái dạng là hình tháp mà hai tầng, tại vì từ trên xuống á, cứ nhầm hoài, từ ở cái mặt chậu đo lên là hai gang tay tới đây, cái tán các cành mọc vươn lên xòe ra thành một cái tầng ngang đây, xong ở chính giữa sẽ có một cái đọt vươn lên, nó thể hiện sự thịnh vượng vươn lên. Đặc biệt là trong kinh doanh làm ăn mình trưng nó rất là ý nghĩa, mà ở đây nó lại là màu vàng nghệ, vàng tươi rất là đẹp. Đây mình soi kỹ cho các bạn xem, mình quay gần camera để các bạn xem thấy rõ cái màu vàng nghệ. Cây hai tầng bạn nào muốn sở hữu cặp bông trang màu vàng nghệ thân một cốt dạng tháp cao hai tầng, cái đọt giữa thì thẳng đứng vươn lên thể hiện sự phát triển thịnh vượng vươn lên, thì hãy comment bên dưới giúp mình. Các bạn thông cảm, nhà mình ở gần nhà thờ cho nên chiều 4 giờ rưỡi là chuông nhà thờ sẽ kéo, nhưng mà mình thì đạo Phật nha các bạn, mình tín ngưỡng Phật. Tại vì mình thấy cái cặp bông trang màu vàng nghệ này nó rất là đẹp, hai cây đều, cho nên mình sẽ đem ra cho các bạn đấu giá để sở hữu, để trưng, để hai bên rất là đẹp, nó cân đối. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn cặp bông trang màu vàng nghệ thân một cốt, cái hình dáng là dạng tháp hai tầng rất là ý nghĩa. Thì bạn nào muốn sở hữu cặp bông trang màu vàng nghệ thì hãy comment bên dưới giúp mình. Rồi, mình cảm ơn cả nhà, tất cả các bạn đã xem cái video review cặp bông trang màu vàng nghệ thân một cốt này. Chúc cả nhà có ngày cuối tuần thật là vui vẻ và chuẩn bị buổi tối chủ nhật thật ấm áp bên gia đình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.